Chào các bạn nhé. Các bạn đang nhìn thấy đây là một chiếc tivi Samsung, nhưng mà đây là con tivi plasma nhé. Lâu lắm rồi tivi này bỏ hết rồi, lâu lắm rồi mình mới sửa cái tivi plasma này. Tivi này thì nó là tivi 43 inch. Với cái lỗi của nó mình vừa mới ghim điện này, mình có cái ổ điện nó là mình ghim điện này. Thì chúng ta sẽ để ý cái dòng ngăn nhé. Con này như chết nguồn đấy. Đấy, nó lên 0,4 thôi rồi nó nhả về không. Thì không lên nguồn gì. Dòng tivi này đa số là mình sửa ấy. Ngày xưa ấy, sửa ấy là chết cao áp, chết bò cao áp các bạn ạ. Máy nó chả lấy nét được, máy mới lấy nét được. Con này thì khả năng chết nguồn. Bây giờ mình sẽ lật cho mọi người tham khảo nhé. Chờ mình một chút, nó nặng quá, mình đang cầm trên tay. Máy quay trên tay. Đây, đã lật ra được rồi nhé. Nó là plasma nhé. 43E470 này. Con này còn chưa tháo cơ, tem còn nguyên này. Thì mình nói cho mọi người nhé, TV plasma là từ thời TV LCD, sau đó nó chuyển lên một cái dòng mà các hãng bắt đầu họ dùng cái công nghệ plasma này. Công nghệ plasma là công nghệ đèn hình thủy tinh. Mình đính chính cho mọi người là đèn hình thủy tinh. Tóm lại là bạn nào muốn hiểu về cái công nghệ plasma này, các bạn vào Google search nhé. Ngày xưa mình mới động chạm vào nó, va chạm nó thì mình cũng đã tìm hiểu về nó ấy. Và trong máy móc công nghiệp, mình cũng đính chính trong máy móc công nghiệp cũng có một số máy phay CNC sản xuất tại Nhật mà mình động chạm đến ấy, thì nó cũng sử dụng màn hình plasma luôn. Mọi người nhé, mình đính chính cũng có nhé. Một cái thời mà plasma ấy, nó phát triển đấy các bạn ạ. Nhưng do cái loại này ấy, là nó có một cái ưu điểm ấy, là độ tương phản, độ sáng của ảnh nó cực cao. Tức là chúng ta nhìn xa vẫn cảm giác độ nét, độ sống động ảnh rất tốt. Nhưng mà nó có một cái nhược điểm ấy, đó là nếu mà ảnh tĩnh để lâu ấy, là nó sẽ hỏng hết cái lớp phốt pho phát sáng. Do đó mà ví dụ như cái chúng ta để ý cái tivi mà họ cứ chiếu mãi VTV2 hoặc VTV3 này hả, sau khi chúng ta tắt đi rồi cái vị trí sáng VTV2, VTV3 nó vẫn còn lưu cái ảnh mờ của VTV2, VTV3 mọi người ạ. Nên để ảnh tĩnh là dễ tới chết lớp phốt pho phát xạ các bạn nhé. Nó cũng như là một số cái màn điện thoại mà màn OLED hay màn gì ấy, mình không rõ nữa, cái màn gì của màn điện thoại di động ấy, thì là để sáng lâu thì nó cũng bị như thế các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ tháo nó ra để mình xử lý. Do cái bo cao áp của nó rất là tốn điện nên cái công suất của nó lớn lắm. Cái công suất như con tivi này, công suất của nó là tận hơn 200W này. Và chạy nóng như cái lò luôn nếu mùa hè các bạn ạ. Do đó mà cái bo cao áp nó rất hay chết các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ tháo nó ra nhé. Mình đoán là bo bạch của nó sẽ dỉ lắm cho mà xem. Để mình chờ mình tháo ra đã. Bo nguồn này, bo cao áp nhỏ này, bo cao áp lớn này, ban hay chết sò, lỗ tụ, chân D, chân CE hay chân DS của những con móc phét này. Và đây là thanh quét nhé, những con IC thanh quét nhé. Nó có thanh quét quét ngang, thanh quét dọc này. Tóm lại là những con IC này này, nó sẽ mở cái điện áp cho những cái đường mạch này. Và cái đường mạch này nó sẽ tạo thanh quét. Tóm lại chúng ta sẽ hiểu là có những cái đường chỉ ngang và dọc. Thì đường chỉ nó gặp nhau ở đâu thì nó sẽ sáng cái điểm ảnh đấy mọi người nhé. Nên cái nó là cái tóm lại là, và những cái dòng plasma lâu năm ấy là cây cáp này nó đưa lên đây nên trên màn kính ấy, nó hay bị đứt. Nhưng mà do cái đường chỉ nó to hơn LCD nên do đó là thợ vẫn có thể xử lý được, là dùng keo dẫn điện bôi vào cho nó dính lại, sau đó là cạo để cho không chập các điểm với nhau là vẫn ok các bạn ạ. Botecom bo A thì bé xíu ấy. Đấy, thời điểm này bo A bé xíu ấy. Liên quan đến công nghệ chip này thôi mọi người ạ. Thì cái bo này ấy, thì là đây chỉ là một cực gia thôi, nó tạo ra một cái điện áp âm hay điện áp dương HV ấy, để có thể là tóm lại là nó như đèn hình của cái quắc. Các bạn để ý của cái quắc của những cái đầu đĩa ngày xưa có cái led quắc ấy, hoặc là cái gì nhỉ, cái âm ly ấy, nó có cái led quắc ấy, thì cái công nghệ này nó cũng y như thế, nhưng có cái nó cần nhiều các đường điểm ảnh nhiều hơn thì nó sẽ có thanh quét dọc ngang nhiều hơn nhá mọi người nhá. Nó tạo ra một cái điện áp âm hay điện áp dương gì đấy để nó mới tạo được cái sự kéo để tạo lớp đập vào lớp phốt pho sáng ấy. Các bạn nhá, nó thiết kế kiểu thế mình cũng không nhớ nữa đâu, lâu rồi các bạn ạ. Và cái bo nhỏ này rất là bé, bo nhỏ này đây là chỉ là một cực điện ra đấy, một cực điện nó dính liền nhau thôi. Còn bo này ấy, nó sẽ tạo ra một cái mức điện áp nữa sang bên này. Một thời đây mình hình như mình vẫn còn có một cái thanh này để lấy IC cơ. Chờ mình tìm.
Đây, xưa xưa mà kiểm tra mà nó cao áp bị chập ấy, ngắt ấy, là đôi khi con ông IC này ông chập con cô lập châm chân ra tách ra được ấy, thì là bắt đầu khó thay IC. Đây này, mình lấy IC mình thay đấy, chả biết là của Samsung hay gì, đã từng làm nhiều lần lắm thời ngày xưa, còn bây giờ mình bỏ ra dần tivi rồi. Mà trong cái bo cao áp này nhá, bo cao áp lớn này nó có một cái mạch nguồn xung này nhá, để đắp vào đầu vào của nó DC 200V. Đây nó có cái mức VA VS cho nó đấy, VS là 209 này, VA 58 này. Đèn hình thì made in của Xinjiang China mọi người ạ. Đấy, input output đấy, nó có hai cái mức điện áp để cấp cho bọn này này, thì nó còn dùng cái nguồn DC đấy, nó tạo ra các một bộ nguồn xung IC này, biến áp nguồn này, nguồn xung này, nó sẽ tạo ra cho mức nguồn cho cái bộ điều khiển của bọn này mọi người ạ. Rồi cái bo Tecom này nhá, nó sẽ đưa tín hiệu, đưa đường dọc theo cái con này đi sang đây để tạo quét những cái quét dọc, à những cái quét ngang ngoan màn hình này, còn đâu quét dọc thì nó sẽ đi từ đây nó đi xuống các bạn ạ. Nó thiết kế như thế. Ngày xưa thì nó có một cái đường nguồn từ đây đưa xuống cái bo thanh quét dưới nữa, nhưng con này thì nó thiết kế kiểu khác mà không có. Thôi mình thấy cái bo này khá là dỉ, bây giờ mình sẽ tháo bo nguồn ra để kiểm tra nhé, phải vệ sinh qua nữa, vệ sinh cả cái bo A này, à cái bo này nữa, mình thấy cũng khá là bẩn. Thế anh em vác tivi vứt ra kia rồi xịt. Thôi lại dừng video. Mình vừa mang cả tivi ra rìa đường mình vệ sinh. Thì mình sẽ quan tâm đến cái bo này nhá, và chúng ta sẽ nhìn này. Cầu dương của diode ra này. Cháy rồi nhá. Cháy cụt hết rồi nhá. Nó do nó rỉ không rồi nó không tiếp xúc được, bắt đầu nó sinh nhiệt ấy, giờ nó đã cháy cả phíp này. Sang bên này, sau đó đi sang này rỉ hết rồi. Đây nữa này. Rỉ lắm mọi người ạ, đó là dây sắt mà. Như vậy là mất nguồn đẹp nhá, chúng ta sẽ để ý là hai cái dây bên trong này. Đây đây cho mọi người không nhìn được nhỉ. Ban đặc trưng của những cái đồ tivi lâu năm này là nó dây gì nó dỉ. Nếu mà nó làm bằng dây đồng chỉ cần một sợi thôi, nhưng mà do nó bằng dây sắt nên nhà sản xuất họ chơi hai sợi. Chơi hai sợi nhưng mà lâu năm nó vẫn dỉ đứt đẹp các bạn nhé. Đó thì cái bo nguồn này thì ngày bo con này thì là nó có cầu chỉnh điều chính riêng chung rồi. Như thời ngày xưa ấy thì mấy cái dòng cũ ấy, đời này chắc đời sau đó bỏ, thì nó sẽ chơi cái trò ấy là điện áp đầu vào ấy, nó được chỉnh điêu lối tiếp qua hai con diode chỉnh điêu lửa bán kỳ thôi, cấp rồi một con tụ lọc 300V lại cấp cho nguồn cấp trước riêng mọi người ạ. Và khi chúng ta nguồn cấp trước chạy thì sẽ có nguồn 5V sang cho bo điều khiển, bo điều khiển hoạt động ấy. Và khi chúng ta làm on ấy, thì nó đưa lệnh sang, nó sẽ đóng một con dơ le, nên những cái dòng plasma chúng ta bật nghe tiếng dơ tạch ấy, con dơ le ấy đóng nó mới cấp nguồn cho con cầu chỉnh điêu chính này. Thì cầu chỉnh điêu chính này sẽ là mạch PFC, mạch bốt sẽ chạy. Bốt đây này. Mạch lưng áp thì 390 sẽ chạy. Và được lọc trên hai con tụ này. Và cái nguồn 390 này sẽ cấp cho ngoài mạch nguồn cấp sau. Mạch nguồn cấp sau nó chạy đẩy kéo xuất áp qua driver này, qua hai con MOSFET này. Thì nó sẽ tạo ra nguồn VA VS đấy, rồi nhiều cái mức nguồn khác nữa. Và đặc biệt là cái nguồn 390 đây này, nó sẽ được đi qua con diode, nó phản hồi ngược trở lại để cấp nguồn cho nguồn cấp trước trước. Và lúc nãy nó chỉ chỉnh điêu lửa bán kỳ thôi mọi người nhé, nó thiết kế kiểu như thế. Còn con này thì chắc là mấy kim điện thì điện áp AC vẫn tới con cầu diode này để chỉnh điêu, sau đó là khi PFC không chạy thì cũng lọc trên hai con tụ này thì được chỉ được 300V thôi. Nếu chúng ta cắm 220 thì cái năng lượng 300V đấy cho nguồn cấp trước chạy mọi người ạ. Và khi chúng ta ấn on ấy, thì PFC sẽ chạy vùng cấp sau chạy thôi. Có cả nó không chia dơ le kêu tạch tạch như ngày xưa nữa. Chơi cái trò này thì nó sẽ mạch điện nó đơn giản hơn và nó giảm chi phí hơn. Nhưng cái con tụ này là con tụ gì lọc gì mình thấy như nó bị phồng cái này. Phồng căng đít lên này. Các bạn ạ. Lọc cho con IC này. Với đó cái bàn này thì mình đã nhìn thấy ban rồi. Và bây giờ là mình sẽ xử lý lại hết những cái dây gì thôi. Và để xử lý nhanh thì mình cũng con nào mình cắt được bên kia cắt, sau đó mình sẽ câu dây từ điểm này sang điểm này thôi, chứ như có những con ngầm bên trong này thì tháo rất khó nhá, xử lý khó nhá mọi người nhá. Bây giờ sửa con những con này sửa gọi là sửa để tận dụng cho khách chạy thôi, chứ thực tế là để mà sửa zin sửa ngon của nó thì mất thời gian nhiều và chi phí thì
nó sẽ là mất công nhiều thì mình sẽ chi phí rất cao. Những cái con này bây giờ quê mình nhiều con nó hỏng cao áp, mình còn không sửa nữa, mình trả khách, khách bán sắt vụn các bạn ạ, bởi vì nó không còn tồn tại nhiều nữa mà. Thôi mình sẽ làm nhé và cho mình kết quả. Thường chỉ dây di thôi, hóa chân linh kiện cũng gì nhiều phết đấy, nhưng chân biến áp này phải tháo ra xử lý này, không đây này, om này cháy ra này. Rồi nó lâu năm quá, cái tải của biến áp cấp sau lớn này, nó thủng bóng hết mạch luôn, chân luôn. Nhiều lắm, nhiều chân linh kiện gì lắm, nhìn kỹ qua mới thấy. Cái đó này, đây này, xử lý lâu đấy. Sau một hồi mình đã xử lý nó xong này. Và hiện tại mình đang chọc đồng hồ, mình đang đo cái điện áp là VS này, là 209 này các bạn nhé. Và mát này lấy ở vỏ thôi, và mình sẽ ghim điện cho chúng ta tham khảo nhé, để xem nó nguồn nó chạy này. Thử ra ghim vừa lại nó đã chạy rồi. Đấy, nó chấp nháy này. Đấy, có cả lời chào luôn. Điện áp 209 này, 209 ok nhé. Và bây giờ cho mọi người xem kết quả mặt đằng sau. Để kiểu gì được bây giờ. Các bạn để ý nhá, mình để cái máy quay xuống để mình lật. Nó rút ra đã, mình sờ và chạm. Đã khởi động đấy. Đấy, không có tín hiệu này. Độ sáng rất cao. Có chỉ rồi các bạn nhé. Có chỉ trắng ở đây rồi này. À, chỉ đen ở đây rồi này. Đứt mạch đấy các bạn ạ. Đứt mạch nó thành chỉ đen chứ nó không thể là chỉ trắng được. Chỉ trắng là đang chạm. Mình bấm sang cái chế độ khác, sang mũi cho chúng ta nhìn nhé. Họ đang chạy ở cổng HDMI. Nó sáng lắm các bạn ạ. Đấy, sang TV này, ôi dồi ôi, lỗi nhiều kinh. Hay là do cài đặt các bạn. Bên này này, và bên này này. Ôi dồi ôi, TV chắc để lâu rồi mà. Ôi dồi ôi, thôi sẽ bỏ thôi chứ. Chờ mình thử lấy điều khiển, mình thử giãn nó ra xem được không. Hay là đang ở chế độ giãn hay là cáp lỏng. Chờ mình thử ấy đã. Các bạn ơi, để mình mất hai bên đều nhau nhá. Như là một cái... một cái táp nó đang không chạy, một thanh quét, một cái đoạn này, xử lý này không chạy, còn đường trước ở giữa thì ok. Mình vừa ghi điện này thì khả năng không phải lỗi đâu, chỉ vì cái chỉ đen ở đây thôi. Chúng ta để ý cái vị trí này nhá, mình ghi điện này, mình ghi điện rồi đấy. Đó, nó số 5 nó ra tận đây nhá, cái hiển thị ấy. Thì như vậy là con này là ở chế độ TV là họ đang để màn hình 43. Các bạn nên như vậy thôi. Còn chế độ HDMI thì nó vẫn rộng ra như hết đấy. Đây các bạn để ý này, cái tạo hiển thị nó ra tận đây cơ mà, mọi người nhé. Cho họ đang để sai cái độ của TV là độ phân giải TV thôi. Nên bây giờ trả chuyển sang HDMI nữa, bởi vì nó mất cái ngõ này rồi mà. Đấy, không có nguồn nữa mà. Để mình thử kết nối nhé. Thôi mình lắp hoàn thiện rồi kết nối cho chúng ta tham khảo màn hình của nó nhé, xem có độ sáng độ mịn như nào nhé. Chờ mình lắp cả vỏ nó lại đã. Mình đã lắp hoàn thiện này và mình đang cho tín hiệu từ đầu kỹ thuật số vào cổng AV2 nhé. Và mình sẽ chuyển sang này, chúng ta sẽ thấy này. Cái này do TV họ đang cài đặt ở chế độ ảnh 43 thôi, nên nó thế này thôi. Nên chúng ta cũng không quan tâm nhé, bởi vì cái này bây giờ nó cũng không bắt được TV nữa. Nó làm gì có tín hiệu kỹ thuật số đâu mà, DVB đâu mà. Đấy, chúng ta sẽ thấy không, khi cắm cổng nào thì nó sẽ hiển thị cổng đấy nhé. Các cổng khác thì nó không cắm thì nó sẽ không hiển thị gì cả. Nó hiển thị sáng ở cái HDMI 2 này. Đấy, ok nhá. Đấy, ok này. Cái ảnh của nó rất sắc nét nhá. Và con TV này để lâu rồi, khi mới bật ấy, kiểu cái gì màn hình cũng nó sẽ tối một chút. Nó như là TV CRT ấy. Và sau khi nó nóng lên bắt đầu hình ảnh nó sẽ đẹp hơn. Chúng ta sẽ thấy nó đỏ đỏ ảnh này. Do độ sáng nó sẽ thấp hơn một chút đấy. Kiểu cái lớp phốt pho, lớp phát xạ của nó là chưa phát xạ chuẩn ấy. Nó nóng lên nó sẽ phát xạ chuẩn hơn nhá mọi người nhá. Nhưng mà plasma này ảnh vẫn là đỉnh. Nhưng mà chúng ta nhìn gần ấy thì là nó cứ lo cái li li li. Bởi vì đây mình sẽ zoom cho mọi người nhá. Chờ mình chút. Đó, chúng ta sẽ để ý nhá. Cái màu đỏ chữ số 1 màu đỏ ấy, thì là trong các điểm ảnh ấy, nó rất nhiều điểm ảnh ấy, nhưng chỉ màu đỏ sáng thôi.
Còn những cái màu xanh lá cây, mới là màu xanh dương thì tối, do nó sẽ hiển thị màu đỏ. Chúng ta sẽ thấy nó có những cái li li này, bởi vì cái màu trắng này tất cả mọi thứ đều sáng hết, không thể zoom cho mọi người được, cái máy quay không lấy nét được. Tóm lại là muốn sáng ra màu gì thì bắt đầu là ba một điểm ảnh nó sẽ có ba màu RGB, nó sẽ trộn với cái độ sáng khác nhau thì nó sẽ tạo ra hình màu khác nhau. Ngày xưa chúng ta học phổ thông chúng ta sẽ biết được như thế đấy, không cho mọi người nhìn kỹ được. Và khi tối thì là tất cả mọi thứ đều không sáng, một điểm ảnh không sáng các bạn nhé. Như vậy là con tivi này ban thì do lâu năm quá rồi, chúng ta sẽ thấy nó có rất nhiều cái li li ấy, còn ảnh của nó thì vẫn rất là đẹp thôi, chẳng qua nó lâu lắm qua nó đứt một cái chỉ thôi. Đứt chỉ này thì mình vẫn xử lý được đấy, nhưng mà thôi kệ thôi, sửa tận dụng cho người ta thôi mà. Hỏng lần nữa thì chắc mình cũng chả sửa, bỏ rồi, với dòng plasma này bỏ hết rồi. Nó tốn điện là một, các bạn ạ, nó tốn điện và bây giờ nó là đời cổ rồi, bây giờ có các hãng đều không sản xuất nó nữa mà. Thôi mình lại làm việc khác, mình kết thúc video này nhá, chào tất cả các bạn.